Đầu tiên là một thủ lĩnh có lẽ là cũng rất quen mặt với tất cả các vị khán giả xem đài, và đặc biệt là với Lâm Vĩ Dạ và Will, vì mình đã tham gia cùng với vị thủ lĩnh này rất là nhiều chương trình rồi. Oh. Đó chính là diễn viên Ốc Thanh Vân. Wow. Xin mời. Chị đừng rồi chị ơi, chị đủ rồi chị, dạ chị đã đủ rồi chị. Chị chỉ tưởng còn dạ không rồi, đủ rồi vô. Thì dành cái khu vực ô đỏ đó rồi nhạc lên không dừng, rồi chị nghĩ là phải còn tiếp tục chứ. Chị thích ô đỏ đó hả? Chứ vị trí của chị không phải ở đó hả? Dạ không, vị trí đó là của người khác. Nếu chị thích chị lắc hồi tên sẽ cho chị đứng đó vui lắm. Đứng đó vui lắm. Phải không? Và thủ lĩnh tiếp theo đó là một cô gái có một chiều cao rất là chót vót, đó là á hậu siêu mẫu Mâu Thủy. Đó, người mẫu đó tạo dáng khác nữa. Chết rồi, Thủy ơi. Đừng nói nha em nha. Cái eo của em sắp bằng cái vai của chị như giả rồi nè. Tiếp đi. Sao chị? À, chị không thích em. Ok, được. Anh cũng không có thích em lắm. Em đứng cái gì? Thôi được rồi, em cứ đứng yên đó rồi chị qua. Hai cái bạn này thiệt á. Có sao đâu, mình vẫn nói chuyện với nhau được bình thường. Ừ, đúng rồi chị. Chứ đâu, thật sự không đây chị. Mọi chị khi dễ Mâu Thủy, sao chị nói chuyện như không nhìn mặt Mâu Thủy vậy? Bước lên. Ủa, đi giả đâu rồi ta? À, quên, ở dưới đây hả? Xin lỗi chị, em phải xuống tầm nhìn em mới thấy được chị. Dạ chưa. Xin mời thủ lĩnh cuối cùng của chúng ta, diễn viên Xuân Nghị. Kiểu như muốn ăn thịt tay cho mày. Ừ, thiệt á. Nghe nhìn Thủy Nghị ơi. Nghĩ là cái gì mà ra nhìn bé Thủy mà cái cười miệng tới cái mang tai vậy Nghĩ? Cao quá. À, cao quá ngờ hả? Bình thường mà. Đang thắc mắc là ở trên nó có mát không? Cao mà cái này là gọi là cao hổn quá. Cao mà coi thường người khác luôn á, cao hổn quá. Thực ra là em cũng không có muốn vậy đâu, nhưng mà sinh ra ba mẹ cho vậy là biết sao giờ. Ừ. Sao hả chị? Trời dạ? Chị thấy ghét quá hả? Rồi. Vô đây đứng đi. Em đứng ngoài quen rồi. Hả? Anh cũng đang mong chờ điều đó đó em. Đứng ngoài lạnh lẽo quá. Thấy em ga lăng không? Bây giờ ngày hôm nay tới đây thì ba người sẽ đóng vai là ba thủ lĩnh khác nhau và ba đội khác nhau hoàn toàn. Không có ai thân với ai ở đây nữa hết. Không có phân biệt chiều cao gì ở đây nữa nha. Nói chung là thân ai nấy lo. Thân ai nấy lo. Đúng.